Thì các bạn cũng thấy rằng là sét là một cái hiện tượng tự nhiên và rất nguy hiểm. Nếu như nó đánh vào cây thì cháy cây. Nếu đánh vào tòa nhà công trình thì có thể gây hỏng tòa nhà công trình. Nếu như mà đánh vào đường điện thì các bạn có thể thấy điện thế cao của tia sét nó sẽ lan truyền trong cái hệ thống dây điện và nó sẽ lan truyền tới các cái thiết bị điện tử của chúng ta và nó gây cháy, nổ, gây hỏng. Và chúng ta sẽ phải chi rất nhiều tiền để chúng ta sửa chữa các thiết bị điện tử hoặc là thay mới. Và nguy hiểm hơn, nếu như mà chúng ta đứng gần ở các cái ổ cắm mà có tia sét đánh đến thì có thể là phóng điện ra người và gây chết người. Rõ ràng các bạn thấy rằng sét rất nguy hiểm. Vậy làm sao để chúng ta có thể hạn chế cái sự nguy hiểm của sét tới các cái thiết bị của chúng ta cũng như là con người của chúng ta tại gia đình của chúng ta luôn? Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị, đó là thiết bị chống sét lan truyền FPD. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái sét lan truyền cũng như là cái mô tả về cái thiết bị cắt lọc sét. Thì thông thường cái điện áp của tia sét nó rơi vào khoảng 6 cho tới 10 kV. Và với cái điện áp cao như này, khi mà tia sét nó đánh vào cái hệ thống đường dây điện, đầu tiên nó sẽ có một cái thiết bị cắt sét cấp 1. Và với cái thiết bị cắt sét này thì nó sẽ chịu được cái điện áp tối thiểu là 6 kV. Và thông thường các cái thiết bị cắt sét này sẽ được ngành điện sẽ lắp ở các cái tủ điện đầu tiên. Và khi mà qua cái thiết bị cắt sét cấp 1 này thì nó sẽ giảm cái điện áp xuống còn khoảng 1 cho tới 2 kV thôi. Và khi mà qua đến đây thì điện nó đã được vào trong gia đình của chúng ta. Và thông thường sẽ có một cái thiết bị cắt sét tiếp, đó là cái thiết bị cắt sét cấp 2. Và với cái thiết bị cắt sét cấp 2 này thường được đấu ở các cái tủ điện trong nhà dân của chúng ta. Và có một cái thiết bị thứ ba gọi là thiết bị cắt sét cấp 3. Và thông thường cái thiết bị cắt sét cấp 3 này nó chỉ là phụ trợ cho cái thiết bị cắt sét cấp 2 thôi. Còn thông thường chúng ta hay dùng cái thiết bị cắt sét cấp 2 ở trong nhà dân là nhiều nhất. Và khi mà tia sét qua tất cả các thiết bị cắt sét cấp 1, cấp 2, cấp 3 như thế này rồi thì cái điện áp cũng như là dòng điện của tia sét nó sẽ giảm xuống rất nhiều và ở cái ngưỡng là an toàn cho các thiết bị điện cũng như là cho con người. Đây, trên tay của mình đây là hai cái thiết bị chống sét lan truyền cấp 2 các bạn nhé. Và đây là cái thiết bị chống sét lan truyền một pha hai cực. Các bạn có thể thấy là nó nhỏ gọn giống như một cái áp tomat. Đây, cái áp tomat đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó rất chi là nhỏ gọn, kích thước bề ngang của nó là tương đương nhau và phía đáy nó đều có cái ngạnh để cài thanh dây trong tủ điện của chúng ta. Và các bạn có thể nhìn thấy này, trên mặt của nó thì các bạn thấy là nó sẽ có cái kính hiển thị, đây cái kính màu xanh như này. Thì cái mục đích của cái kính hiển thị này là để cho chúng ta biết được rằng là cái này nó còn hoạt động tốt hay là không. Nếu mà nó màu xanh như này là đang ok, đang tốt. Còn nếu như mà nó chuyển sang cái màu đỏ thì có nghĩa là chúng ta cần phải thay. Thì thay thì chúng ta không cần phải thay cả cái cụm này. Nó hỏng cái cực bên nào thì chúng ta thay cái cực bên đấy. Ví dụ hỏng cực bên trái nó chuyển sang màu đỏ thì chúng ta chỉ cần rút nó ra. Đó, và chúng ta sẽ thay cái cục này. Đây, hai cái này thì các bạn có thể nhìn thấy nó đều ghi đầy đủ rõ ràng các cái thông số của nó. Thì trong đấy các cái thông số quan trọng như là thứ nhất là cái dòng xả danh định của nó là 30 kA với cái thằng chin. Còn cái thằng Schneider này thì cái dòng xả danh định của nó là 10 kA. Dòng xả mắc của cái thằng chin là 60 kA. Còn cái dòng xả mắc của cái thằng Schneider là tới 20 kA. Và cái điện áp hoạt động của cái thằng Schneider là 385 V. Cái điện áp mà hoạt động của cái thằng chin là 275 V. Cái điện áp hoạt động thông thường ấy có nghĩa là cái điện áp mà điện lưới của chúng ta khi mà chúng ta cắm vào cái này, nếu mà cái điện lưới của chúng ta mà nó tăng cao hơn so với cái điện áp hoạt động thông thường thì cái thiết bị này nó có thể hoạt động sai lệch hoặc là bị hỏng. Cái điện áp bảo vệ của cái thằng Schneider này là 1,3 cho tới 1,5 kV, còn cái điện áp bảo vệ của cái thằng chin này là dưới 2 kV. Và khi mà có cái điện áp cao như thế áp vào cái thiết bị chống sét này thì lập tức là cái thiết bị chống sét này nó sẽ thoát cái sét đấy. Thì cái bên trong của nó là một cái điện trở phi tuyến. Thì cái điện trở phi tuyến là gì? Điện trở phi tuyến là một cái thiết bị điện tử và ở điều kiện bình thường thì cái giá trị điện trở của nó rất cao. Đây các bạn nhìn thấy này, cái đồng hồ mình đang để ở thang đo 10K này, mình đo này. Đo hai cực của nó này. Rất chi là cao, không lên được và nó lên tới hàng chục mega ohm luôn. Thế nhưng khi mà có điện áp cao tới hàng kilovolt mà nó áp vào đây thì lập tức là cái điện trở này nó giảm đi rất nhiều và có thể giảm xuống bằng không. Do đó là tia sét nó sẽ thông qua. Với cái điện áp lưới thông thường là trên dưới 220 V, đây đang là 233 V này, thì mình sẽ đấu hai cái cực của điện áp lưới vào đây
để cho các bạn xem với cái điều kiện thông thường mà nó chưa có cái điện áp hàng kilovolt thì cái điện trở phi tuyến này nó rất lớn và nó không ảnh hưởng gì. Nếu như nó nhỏ thì cắm điện một phát là nó sẽ bị chập nhá. Đây mình sẽ cắm điện cái này cho các bạn xem nó có bị chập hay là nó ăn dòng hay không. Cắm này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó không hề ăn một cái dòng nào, công suất không có này, dòng không có này. Như vậy là cái điện trở phi tuyến ở cái điều kiện bình thường là rất chi là lớn. Đây, mình sẽ dùng một cái thiết bị này giả định như là một cái tia sét và cái thiết bị này nó cũng lên tới hàng kilovolt luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Phóng điện rất chi là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ kẹp một đầu vào cực đây. Một đầu mình sẽ kẹp vào cực này. Nếu như mà cái điện trở phi tuyến này mà nó không giảm điện trở thì với cái hàng mega ohm như thế thì cái tia sét nó sẽ không phóng qua được cực này các bạn nhé. Nhưng nếu mà nó giảm điện trở thì nó sẽ phóng qua. Và các bạn sẽ xem hiện tượng gì xảy ra. Các bạn thấy chưa? Nó phóng được qua đúng không? Như vậy chứng tỏ rằng là cái điện trở phi tuyến này với cái điện áp cao hàng kilovolt thì lập tức là nó sẽ giảm điện trở để cho cái tia sét nó phóng qua. Thì đấy là cái nguyên tắc hoạt động của các cái thiết bị chống sét. Về cách đấu của hai cái thiết bị này thì nó hơi khác một chút. Về cách đấu của cái thằng chin này nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy cái thiết bị của hãng nào mà có pha nóng và pha nguội nó phía trên và dây tiêm mát nó sẽ cùng ở phía dưới thì chúng ta sẽ đấu theo cái sơ đồ này. Và chúng ta sẽ lấy cái dây nóng và dây trung tính ở trước áp tổng nhá. Đây là áp tổng của chúng ta này. Chúng ta sẽ câu cái dây nóng và dây trung tính trước áp tổng vào cái thiết bị chống sét này. Đây L này vào cái dây nóng của nguồn lưới này, N vào cái dây của nguồn lưới này. Nếu mà cẩn thận hơn chúng ta có thể làm cái áp ở đây hoặc là cái cầu chì ở đây để khi mà chúng ta sửa chữa cái thiết bị chống sét này chúng ta có thể là ngắt nó đi cho nó an toàn. Nhưng thực tế khi mà các bạn sửa chữa các bạn chỉ cần rút cái này ra rồi thì mình nghĩ là cũng không cần thiết để làm cái gì cả. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái thằng chin này là sao? Thì khi mà có tia sét đánh vào cái dây pha này chẳng hạn thì cái dây pha này lập tức là nó sẽ truyền qua cái thiết bị chống sét này và thiết bị chống sét này nó sẽ có cái điện trở phi tuyến nó sẽ giảm xuống và sét nó sẽ thông qua cái điện trở phi tuyến này nó sẽ truyền xuống đất. Đấy, nó lan truyền xuống đất. Tương tự vào cái dây trung tính cũng vậy thôi thì nó sẽ qua cái điện trở phi tuyến ở bên tay phải này nó sẽ truyền xuống đất. Thì đấy là đối với cái thiết bị chống sét chin. Còn đối với thằng Schneider thì nó sẽ hơi khác một chút. Cái cấu tạo của Schneider thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì cái dây nóng ở phía trên này sau đó là nó qua cái điện trở phi tuyến và nó nối với cái thằng dây này là dây trung tính. Đây các bạn nhìn thấy dây trung tính này đó và sau đó là nó sẽ qua một cái van thoát sét này nó sẽ ra đất. Đây là cái áp tổng của chúng ta và đây là cái điện lưới vào. Thì cái thiết bị chống sét này chúng ta nên đấu sau áp tổng, còn cái cũ thì là chúng ta đấu trước áp tổng. Đây là theo ý kiến của mình là mình nên đấu sau áp tổng. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên lý hoạt động của cái thằng Schneider này nó hơi khác này. Dây nóng này thì đấu sau áp tổng này sẽ đấu vào đây, còn dây trung tính đấu sau áp tổng đấu vào đây và dây chống sét sẽ đấu vào đây. Khi mà có sét đánh vào dây trung tính thì các bạn thấy là dây trung tính nó sẽ thoát sét qua cái van thoát sét là cái van này, cái cục này nó sẽ thoát ra đất đúng không ạ? Còn khi mà cái sét nó đánh vào dây nóng này thì các bạn thấy là dây nóng nó sẽ truyền qua cái thiết bị chống sét như thế này và nó sẽ truyền qua cái cực nóng của thiết bị chống sét. Thì thiết bị chống sét là cái cục này nó sẽ là một cái điện trở phi tuyến, nó sẽ giảm cái điện trở xuống. Thì các bạn thấy là khi mà nó giảm điện trở xuống thì cái cực L và cực N đằng sau áp tổng này nó sẽ được chập lại với nhau. Các bạn gần giống như là cái việc mà hai cái đầu cực L và N của thiết bị chống sét này nó được nối tắt vào nhau thì khác nào là cái cực L và N của áp nó bị chập mạch đúng không ạ? Khi mà nó chập mạch như thế thì cái áp này nó sẽ nhảy và nó sẽ ngắt điện toàn bộ hệ thống của chúng ta khỏi cái điện lưới và lúc này là tia sét nó cũng bị hạn chế, nó ngắt, nó không lan truyền nữa. Còn cái năng lượng sét mà nó đã truyền qua cái thiết bị chống sét này thì lập tức là nó sẽ thông qua cái van thoát sét này nó sẽ thoát ra đất. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái thằng Schneider này nó hoạt động là nó vẫn thoát sét ra đất nhưng nó có thêm cái tính năng đó là tạo cái sự chập mạch để cho cái áp này nó nhảy. Thì đấy là cái cách đấu của cái thằng Schneider. Rồi thì vừa rồi thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn về cái sự nghiêm trọng của cái sét đánh lan truyền và cái việc mà mua sắm cho gia đình chúng ta một cái thiết bị chống sét lan truyền là hết sức quan trọng nhưng hầu hết mọi người bỏ qua, chúng ta rất chủ quan. Và bản thân gia đình của mình ngày trước cũng bị cháy cả tivi do sét rồi, bởi vì ngày xưa ấy làm gì có cái thiết bị chống sét, mà có thì mình cũng đâu có tiền mà mua đâu, bởi vì một cái thiết bị chống sét này nó cũng khá đắt. Thế nhưng mà so với cái giá trị của các cái thiết bị điện trong gia đình của chúng ta thì nó rất chi là nhỏ, nên là chúng ta nên sắm lấy một cái. Và các bạn khi đấu thì chúng ta cần phải đấu đúng nhá,
tránh trường hợp mà đấu sai thì cái tác dụng của nó không 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 tốt đâu. Và quan trọng nữa mình lưu ý với các bạn, đó là khi mà các bạn đã lắp thiết bị chống sét thì các bạn cũng phải tạo cho gia đình mình một cái hệ thống tiếp địa nó theo tiêu chuẩn nhá. Chứ nhiều các bạn là các bạn dùng cái cọc sắt nó dài khoảng mấy chục phân, các bạn đóng hờ hững xuống đất xong rồi các bạn đấu vào cái dây thoát sét này thì ra cái hiệu quả của nó không cao đâu. Nên là các bạn phải làm cái hệ thống tiếp địa nó phải tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.